Xuân Anh xin trân trọng chào quý khán giả đang đến theo dõi chương trình đặc biệt cho sản phẩm MD-7. Chào Tích Nha. Vâng, Tích Nha xin kính gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý khán giả đang theo dõi đài truyền hình IBC. Chào Xuân Anh. Thì thưa quý vị, như chúng ta đã biết là làn da của chúng ta đóng một vai trò rất rất là quan trọng, không chỉ với những người phụ nữ, với đàn ông cũng vậy. Bởi vì da là cái cơ quan đầu tiên mà tiếp xúc với môi trường bên ngoài, ánh nắng rồi những không khí xung quanh đều có thể gây tác hại đến làn da của chúng ta. Và không phải là chỉ có tới 50, 60, 70 tuổi thì quá trình lão hóa mới bắt đầu, mà theo như các nhà nghiên cứu thì 20 tuổi là da đã chúng ta đã lão hóa, và ở những cái độ tuổi nhỏ hơn thì da vẫn có thể có những cái tiến trình lão hóa nhưng mà mình khó nhận ra được, vì lúc đó chúng ta thấy còn trẻ, mình nghĩ là mình không có nghĩ tới cái vấn đề mà da mình sẽ bị nhăn ở tuổi 18, 20 phải không? Da còn trẻ quá mà. Tuy nhiên lão hóa nó không chừa bất cứ ai, và nó sẽ đem đến cho chúng ta rất nhiều những hệ lụy, mà như là da bị nám nè, rồi da bị nhăn, rồi gây ra mụn, rồi gây ra da khô vân vân, rất là nhiều những trường hợp. Mà ngoài những chế độ ăn uống đầy đủ những chất dinh dưỡng, vitamin A, C, E vân vân, rồi uống nhiều nước, không thay đủ, tập thể dục, thì chúng ta còn phải một trong những điều kiện rất rất quan trọng trong việc chống lão hóa, đó là phải massage da với những sản phẩm mà để bảo vệ da của chúng ta chống lão hóa. Mà cứ nhắc đến những cái sản phẩm mà để treatment dành cho da thì chúng ta thấy là đặc biệt trong thời gian gần đây, một trong những cái sản phẩm mà rất nhiều người ưa chuộng đó là sản phẩm của MD-7. Vâng. Thì được công ty cho biết hơn 10.000 khách hàng đã sử dụng sản phẩm này rồi. Cho nên quý vị nào mà chưa có dịp sử dụng thì quý vị có thể hỏi bạn bè xung quanh, những người thân. Và đặc biệt thì trong cái chương trình đợt promotion đặc biệt trong tuần này thì công ty sẽ đặc biệt giới thiệu để cho quý vị những người nào mà chưa có dịp sử dụng loại sản phẩm MD-7 với bộ chống lão hóa rất là đặc biệt. Nãy giờ tới nhà thấy Xuân Anh nhấn mạnh chữ đặc biệt rất là nhiều lần rồi đó thưa quý vị. Điều đó có đặc nghĩa là đó. Như thế nào thì quý vị có thể thấy ở trên đây, chúng tôi công ty MD-7 có rất là nhiều những sản phẩm khác nhau. Vòng mỗi tuần thì chúng tôi sẽ đưa đến quý khán giả của đài IBC những chương trình promotion, những chương trình ưu đãi tặng quà. Thứ nhất là hữu ích, thứ hai là rất có giá trị, và thứ ba là sẽ đem đến cho chúng ta một làn da khỏe mạnh, có độ đàn hồi tốt và không phải lo ngại về vấn đề lão hóa nếu như chúng ta sử dụng những sản phẩm một cách đúng trình tự, đúng thời gian và đúng liều lượng. Xuân Anh tính bật mí rồi, nhưng mà quý vị hãy lắng nghe trình tự những sản phẩm mà chúng ta sẽ sử dụng cho bộ chống lão hóa, thì sau đó thì Xuân Anh sẽ mời Tuyết Nga tiết lộ cho quý vị là trong tuần này đặc biệt là quý vị sẽ được tặng nhiều đến như thế nào và giá trị đến như thế nào. Vâng, mời và thưa quý vị, bộ sản phẩm mà chống lão hóa đầu tiên của chúng ta, cái bộ set này nó có 5 sản phẩm tổng cộng. Sản phẩm đầu tiên đó là moisturizer. Khi mà chúng ta nhắc đến sản phẩm moisturizer thì chúng ta có thấy là sản phẩm này đầu tiên da của chúng ta có những người họ da nhăn, da khô hoặc là mụn nhiều thì chúng ta cũng cần nên có những cái chất dưỡng ẩm để khiến cho cái làn da của chúng ta nó cân bằng cái lượng nước, cân bằng những cái sắc thái trong cái màu sắc trên da của chúng ta để cho nó khỏe khoắn hơn. Vâng. Và Tiếng Nhật rất thích, xin lỗi Dương Anh xin dừng một tí xíu, Tiếng Nhật rất thích ở sản phẩm mà dưỡng ẩm của MD-7 á, rồi có thêm một mụn rất là nhỏ. Lý do tại vì sao mà chúng ta có mụn như thế này và nó rất là cần thiết, bởi vì khi mà chúng ta vặn chai và chúng ta sử dụng mỗi ngày đó, khi mà chúng ta sử dụng ngón tay, đó là thông thường, rồi chúng ta bôi lên mặt, thì đôi khi tay của chúng ta chưa có vệ sinh kỹ thưa quý vị, thì rất dễ có những cái vi khuẩn hay có những cái chất bẩn, và khi mà tiếp xúc với kem dưỡng ẩm bôi lên da, vô tình chúng ta lại dẫn cái nguồn vi khuẩn đó lên da mặt của chúng ta sau khi chúng ta rửa mặt đã sạch rồi. Chính vì vậy mụn này thứ nhất là vừa giúp cho chúng ta có một liều lượng vừa phải và đúng mức như là công ty MD-7 đã chế tạo ra. Thứ hai á, là nó giúp cho vệ sinh và tránh được những cái trường hợp mà những loại vi khuẩn hay chất dơ, chất bẩn có thể dính vào mặt của chúng ta khi mà chúng ta sử dụng bằng ngón tay. Chưa hết đâu, cái sản phẩm này còn có thể giúp cho những cái người mà có làn da mà giống như bóng nhờn hoặc không lo lắng nữa, bởi vì sản phẩm moisturizer này không làm cho bóng nhờn làn da. Vâng. Cho nên quý vị sử dụng kem dưỡng ẩm moisturizer của MD-7 thì quý vị sẽ yên tâm là làn da của chúng ta nó được dưỡng chất đầy đủ mà vẫn không bị bóng nhờn. Một câu hỏi đặt ra đó là quý vị sẽ sử dụng mà sản phẩm nào đầu tiên hết?
cho thí dụ khi mình mở mắt ra chào ánh bình minh, chào buổi sáng và một ngày mới đó, thì mình sẽ sử dụng sản phẩm nào đầu tiên? Thì thưa quý vị, sau một đêm mà chúng ta đã bôi kem dưỡng ẩm rồi, chúng ta bảo vệ làn da của chúng ta, thì khi mà tỉnh dậy chúng ta việc đầu tiên rửa mặt. Vâng, rửa mặt thì đó là công việc đầu tiên trong ngày để mà chúng ta có một làn da khỏe khoắn và nó săn chắc, nó chống lão hóa bằng cách nào? Nói đơn giản là rửa mặt, nhưng mà thật sự ra rửa mặt như thế nào cho đúng cách thì quý vị nên lưu ý là sản phẩm của bộ chống lão hóa của MD-7 đặc biệt có loại Brightening Exfoliant Powder là một loại bột mà khi mà chúng ta mở nắp ra thì chúng ta thấy nó có những cái lỗ hổng như thế này, và chúng ta sẽ đổ một chút bột lên trên tay, và tiếp đó là chúng ta sẽ bỏ một chút xíu nước để hòa chung, để làm cho nó hòa đều, và chúng ta tiếp đó thì chúng ta sẽ bôi lên trên da và xoa đều massage, và lúc đó thì quý vị sẽ cảm nhận được cái sự mịn màng và cũng như nó sạch. Nó sạch da đến thế nào. Mà chưa hết, sau khoảng một tuần thì quý vị sẽ thấy là có sự thay đổi nhẹ. Cái điều đầu tiên là quý vị sẽ thấy là cái da của quý vị nó sẽ, những cái tế bào chết nó sẽ bong tróc ra, và đến cái tuần thứ hai thì chúng ta sẽ thấy là cái làn da nó có vẻ nó mịn, nó tôn lại, bắt đầu là những cái sắc tố da của chúng ta nó sẽ mịn màng hơn. Vâng. Nhưng mà đặc biệt tới tuần thứ ba rồi đó thì quý vị sẽ thấy là đặc biệt những người nào mà bị mụn hoặc mụn đầu đen, mụn đầu trắng, hoặc là có những cái vết khuyết điểm trên khuôn mặt của chúng ta thì nó sẽ lặn bớt, nó sẽ mờ dần đi và nó mất đi từ từ. Cho nên chúng ta khi mà sử dụng sản phẩm thì chúng ta phải kiên nhẫn, chúng ta sẽ giống như là ngắm nghía khuôn mặt của chúng ta kỹ hơn một chút để xem là nó thay đổi từ tuần thứ nhất đến tuần thứ ba như thế nào. Có ý kiến là trước khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm MD-7 thì chúng ta nên chụp hình mình trước, chụp cận cảnh thôi quý vị. Mình dùng phone, iPhone, Samsung vân vân, mình chụp sau đó là khoảng một thời gian, một tuần, hai tuần, rồi mình sẽ chụp lại và mình sẽ xem thử là sự thay đổi như thế nào. Có một số những câu hỏi đặt ra đó là khi sử dụng bột rửa mặt này á, thì có khoảng 3-4 ngày da nó có bị khô thì như vậy là như thế nào? Quý vị đừng có lo, là bởi vì trong cái bộ này nó đã sẵn có cái loại bột này để làm, vừa làm sạch da nè, vừa để tẩy những cái tế bào chết của quý vị, nhưng mà nó làm nhẹ nhàng thôi chứ nó không có phải là làm cho da của quý vị nó bong tróc quá nhiều, mà nó sẽ làm cho đều. Có nghĩa là da khô là do những tế bào chết, và nếu như mà trong lúc mà nó tẩy những cái tế bào chết đó đó mà mình muốn da nó giữ ẩm hơn thì mình có thể sử dụng cái moisturizer, tức là kem dưỡng ẩm cho da. Quý vị có thể sử dụng sáng và tối trước khi đi ngủ, mình cũng nên sử dụng để mình vừa có thể remove makeup được luôn nữa. Thì ngoài buổi sáng đó, sau khi mà chúng ta đã sử dụng những cái loại giống như là bột rửa mặt xong thì chúng ta phải bôi lên mặt một chút xíu những cái loại mà giống như để cho nó dưỡng ẩm da và nó làm cho da nó mịn màng. Thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai loại sản phẩm sau đây. Thì thứ nhất là chúng ta có thể chọn là loại smoothie booster, hay là loại thứ hai là loại elastin serum. Thì quý vị có thể chọn một trong hai, bởi vì một trong hai sản phẩm này nó đều có tác dụng là tái tạo cho làn da và khiến cho làn da của quý vị mịn màng hơn và chống những cái tác động lão hóa bên ngoài. Vâng, có nghĩa rằng là tới nhà xin được bổ túc á, thì hai sản phẩm này, một cái là elastin nó giúp cho căn da, nó giảm cái sự chảy xề của làn da do cái lão hóa gây ra. Còn đối với smoothing, nó làm cho mịn da, những cái phân tử trong đây nó sẽ thấm nhập da và nó giảm, nó sẽ làm cho mịn đi, thì lỗ chân lông nó cũng sẽ co lại, thì khi đó là da của mình nó mịn màng hơn. Thì vào buổi sáng á, quý vị có thể chọn một trong hai sản phẩm này. Nhưng mà buổi tối đó, để cho cái sự chống lão hóa nó hiệu quả hơn, thì công ty MD-7 á, có lời khuyên là sử dụng hai sản phẩm này cùng một lúc vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng mà quý vị, khi mà quý vị apply cái sản phẩm, khi quý vị mở ra và quý vị nhỏ khoảng từ 1 cho đến 2 giọt và quý vị cho cái sản phẩm đầu tiên này lên, rồi quý vị vuốt sau mặt đều, rồi chúng ta để đợi cỡ khoảng từ 1 cho đến 2 phút cho nó để nó thẩm thấu hết đã, rồi chúng ta lại sử dụng cái sản phẩm tiếp theo là elastin serum để cho nó thẩm thấu đều, mà nó không có bị hai sản phẩm nó cùng bị mix cùng một lúc như vậy. Vâng, và một trong những sản phẩm mà vẫn nằm trong set của chống lão hóa của công ty MD-7 thưa quý vị, đó chính là kem dưỡng mắt. Nhắc đến kem dưỡng mắt thì chúng ta sẽ thấy là mắt là một cái vùng rất là nhạy cảm, mà da nó rất là mỏng, cho nên nếu càng về có tuổi một chút xíu thì chúng ta thấy là những cái vùng thật
thâm nè, rồi những cái wrinkle, những cái đường line nó xung quanh mắt như vậy, nó sẽ làm cho ảnh hưởng đến nét thẩm mỹ là thứ nhất. Cái thứ hai là làm cho chúng ta cái ánh mắt của chúng ta cười nó sẽ không tươi, không được rạng rỡ. Vâng, theo như Tuyết Nhà biết thì trong loại kem mà dưỡng mắt á, có chứa coenzyme Q10, và quý vị có thể thấy nó khi mà bôi ra thì nó sẽ màu vàng, và khi mà bôi vào mắt á, thì theo Tuyết Nhà được biết là nó được tạo ra từ những cái phân tử rất rất là nhỏ, bởi vì da ở dưới mắt của chúng ta, thứ nhất nó rất là sensitive, thứ hai nó rất là khó thấm những cái loại kem dưỡng ẩm thông thường, cho nên chính vì vậy mà loại coenzyme Q10 trong kem dưỡng mắt của MD-7 được chế tạo rất là đặc biệt để mà nó có thể thẩm thấu sâu vào da ở dưới mắt của chúng ta. Thì khi mà bôi vào á, quý vị bôi và massage rất rất là nhẹ, vỗ nhẹ vào mắt của chúng ta, tới khi nào mà mất đi cái màu vàng đó, tức là nó thẩm thấu hoàn toàn vào rồi, để và tạo ra được cái hiệu quả tốt nhất. Thì quý vị sẽ lần lượt sử dụng 5 sản phẩm này cho buổi sáng cũng như buổi tối. Nhưng mà bây giờ nhắc tới cái promotion đặc biệt, Xuân Anh biết chắc chắn là quý vị nãy giờ đang nghe đài truyền hình vẫn muốn lắng nghe promotion đặc biệt của tuần này là gì. Đầu tiên hết là phải nói là bộ sản phẩm này là bao nhiêu tiền nè thưa quý vị. Tức là nếu mà quý vị mua 5 sản phẩm này á, thì giá của nó sẽ là 299 đồng. 299 đồng cho sữa rửa mặt, rồi kem dưỡng ẩm, rồi Elastin Serum, Smoothing Booster và thêm kem dưỡng mắt. Và nếu quý vị mua trong thời gian này mà quý vị phải gọi ngay, bởi vì số lượng nó rất có giới hạn, quý vị phải gọi ngay đến IBC Home Shopping để mà quý vị order, thì quý vị sẽ được tặng ngay. Đầu tiên quý vị thấy là hai túi sách rất là đẹp nè, và hai túi sách này đựng những gì bên trong mới là quan trọng. Dĩ nhiên là những cái bộ những sản phẩm của MD-7, hoặc là quý vị sẽ được tặng hai loại rất là đặc biệt. Vâng. Thứ nhất đó là kem chống nắng. Nhưng mà kem chống nắng này đặc biệt là nó có màu. So anh biết là MD-7 gần đây bán rất chạy cái loại sản phẩm này, bởi vì nó có màu, nó giúp cho chúng ta, những cái người mà không thích trang điểm nhiều, thì quý vị có thể dùng kem chống nắng rồi có thể trang điểm nhẹ thôi, không kem cần phải quá nhiều sản phẩm. BB Beauty Balm nó có chống nắng bên trong, và nó có thể giúp cho chúng ta là giống như một cái loại kem mịn đó thưa quý vị. Kem mịn thấm vào trong da và nó tiệp với màu da của mình luôn, cho nên Tuyết Nhà thấy rất là tiện lợi. Ngoài ra sau khi sử dụng BB Beauty Balm thì quý vị sẽ có thêm một món quà tặng nữa từ công ty, đó chính là một loại foundation powder để mà chúng ta có thể phủ lên. Và tất nhiên sau khi sử dụng bộ sản phẩm chống lão hóa rồi, sau đó còn có kem chống nắng mà tiệp với màu da và được phủ lên một lớp foundation powder như thế này nữa, thì chúng ta rất là tự tin để đi ra ngoài chào đón một ngày mới tự tin, năng động và say goodbye với lại chất lão hóa rồi. Thưa quý vị, còn chừng gì nữa mà quý vị không gọi ngay vào số điện thoại của đài IBC Home Shopping. Số điện thoại là 714-892-5717 hoặc là số toll free 1866-303-1888 để order ngay những sản phẩm bộ chống lão hóa kèm theo những promotion rất đặc biệt, quà tặng chỉ có giới hạn, cho nên quý vị phải nhanh tay gọi vào. Nếu không thì quý vị sẽ không còn cơ hội được quà tặng nhiều như vậy nữa. Với 5 sản phẩm như thế này, giá 299 đồng quý vị sẽ được tặng mỗi một sản phẩm như vậy là 49 đồng cho mỗi một hộp phấn và một hộp kem chống nắng. Thì như vậy trị giá của quà tặng là lên tới 98 đồng, gần 100 đồng rồi, và số lượng rất giới hạn. Đây là lúc để quý khán giả gọi ngay đến số điện thoại 714-892-5717 hoặc là 1866-303-1888 để order. Đặc biệt quý vị nào nếu mà sử dụng trong tuần đầu tiên mà quý vị không thích thì quý vị có không hài lòng, quý vị có thể gửi trả lại. Nhưng mà công ty MD-7 cũng đã có rất là nhiều dịp để cho quý vị trả lại, nhưng mà hầu như là quý vị không trả lại, bởi vì sau kết quả của 1 đến 2 tuần quý vị cũng đã thấy nó có kết quả rõ rệt. Dạ vâng, chúng tôi rất cảm ơn sự theo dõi quý báu của tất cả quý khán giả, và kính chúc cho quý vị luôn luôn có cuộc sống thật là an lạc và luôn luôn sẽ có làn da thật là khỏe mạnh và thật là đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Xin chào.